Chào mừng quý chị các bạn trở lại kênh Mua Bán Thô Cua của em có mình. Vâng, nay những ngày cuối năm, không khí chuẩn bị cho chào đón năm mới đang rất rộn ràng. Ở bên em lại tiếp tục về một mẫu xe rất là chất lượng để gửi tới toàn thể quý chị và các bạn giá rất hợp lý. Vâng, để quý chị cũng có thể gia đình đi lại Tết Như Xuân rất là hợp lý. Vâng, chỉ có giá chỉ có chưa 200 triệu một chút thôi. Thì quý chị đã sở hữu một chiếc Toyota Vios đời 2009 rất là đẹp. Chiếc xe mang lớp sơn màu đen khá là chất. Em sẽ giới thiệu qua để cùng xem về tổng thành chiếc xe mang lớp sơn màu đen rất là đẹp. Xem Toyota Vios thì đã được mệnh danh là dòng xe của nhân dân với khung giá tầm tiền rất hợp lý. Mẫu sedan được đánh giá ưu chuộng nhất tại thị trường Việt Nam với kiểu dáng cũng như chất lượng khá là ưu việt, cảm chứng của rất nhiều con. Với đặc tính là lành, ít hỏng vặt, đồ thay dễ thay thế và không bị trượt giá nhiều thì tôi đã chiếm được cảm tình và làm trong những dòng xe được săn lùng cũng như là rất là ưa chuộng. Thì sau này em sẽ giới thiệu qua về chiếc Toyota Vios đời 2009 này. Thì về tổng thành chiếc xe được mang lớp sơn màu đen, mang biển tư nhân là biển Bắc Linh tòa nhà nước 99 7 9 8 10, rất đẹp. Và cái xe này form dáng rất là cứng, đăng kiểm rất là dài miên man anh em ạ, đăng kiểm tận tháng 5 năm 2020. Anh em tha hồ đi xem hơn nữa về đăng kiểm. Anh quý anh chị bạn nào mà chưa có xe đi Tết muốn sở hữu chiếc Toyota Vios này thì rất là hợp lý, thì anh nghe điện thoại cho em qua điện thoại là 0935199868 em Minh, địa chỉ ở chợ ô tô cũ miền Bắc, ký số 7 Quang Trung Văn Lão, Hải Phòng. Bên em thì chuyên mua bán ký gửi tất cả các dòng xe cũ đã có sử dụng. Thì anh chị em nào có nhu cầu trao đổi mua bán ký gửi thì hãy điện thoại cho em, và Zalo cũng là số của em luôn đó. Thì em sẽ đi qua tổng thành mọi người cùng xem. Lốp chiếc này còn khá còn đẹp, là dàn đúc xe rất là đẹp, gương cột xe, đèn halogen rất là sáng. Thành xe khá vẫn cứng. Về mưa thì đã được lắp mọi người nhé, tay ô cổng cửa mở lốp chrome rồi, rất là sáng. Tắp lô, tắp pi tươi mới sạch sẽ, keo chỉ đẹp, xe chưa đâm đụng không đụng nước. Bên em cam kết là xe không đụng không đụng nước mọi người nhé, yên tâm. Ta xem phần cột kèo chiếc xe này sao. Đây, chúng ta xem phần cột kèo rất là đẹp. Chiếc xe này chưa đâm đụng gì. Đây là cái cửa sau cũng được trang bị keo chỉ rất là đẹp. Cho canh cửa ốc bên lề còn đẹp, cột kèo các chỉ còn nguyên, rất là yên tâm. Đây là lốp sau, cột
đèn hậu phía sau rất là đẹp, rất là sáng. Nhìn vào chúng ta xem phần gầm bệ. Gầm bệ chassis của chiếc xe đã khá gọn đẹp. Đây là phần khoang cốp sau của chiếc xe. Chúng ta có thể nhìn thấy là các phần keo chỉ còn đẹp. Đó. Khoang cốp rộng rãi. Được chỉ có hơn 200 đồng một chút thì quý chị sở trước. Tôi tàu Pilot này thì thực sự rất hợp lý cho khung giá lựa chọn. Chúng ta có thể đến phần nội thất của chiếc xe. Trần thì đã là trần da rồi, rất là đẹp. Ghế khoang có ghế rộng rãi sang trọng, đã được trang bị màn hình và căn mui rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra các tính năng của xe. Xe này đã chịu gương kính chỉ điện, gương cụp xòe vậy nhá, rất là ok. Còi ok rồi, xi nhan ok, xi nhan cũng rất ok rồi. Điều hòa rất là mát mọi người nhé, xem thử tiếng anh nổ máy. Xe này nổ máy nổ rất là ok, đè phát ăn ngay, máy nổ rất là êm mọi người, điều hòa mát. Còn anh đã nói được lát rồi. Chiếc xe này mọi tính năng này ok mọi người nhá, anh em về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Ok. Chúng ta đang đến phần khoang động cơ của chiếc xe Toyota này. Máy nổ rất là êm mọi người ạ. Lắp capo ta chỉ còn nguyên. Đường nốt dập của nhà máy vẫn tròn nguyên. Xe chưa bị đâm đụng. Mình là cũng cam kết là không đâm đụng, không có lớp không thử kích nhé mọi người nhé. Sai đâu anh à, anh chịu anh em luôn. Đó. Máy nổ rất là êm. Máy nổ rất là chất. Sau đây em sẽ thử lái thử chiếc xe này. Ok, số vào rồi. Xe này con số rất ngọt ngào anh em nhé. Con số rất là ngọt ngào. Rất là nhẹ, em đang thử vòng quanh bãi nhỉ em.
giác rất ngọt ngào. Xong là còi. Ok, rất tuyệt vời anh em ạ. Đây, xe này còn khá ăn cứng và chất lượng. Rất ok. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và bạn một mẫu xe Toyota Vios đời 2009 khá chất lượng, rất là ok, giá hợp lý. Thì giá hơn 200 thì bên em sẽ hỗ trợ anh em rút hồ sơ và vận chuyển lại phí cho anh em. Anh em nào có ưng một xe trên thì hãy nhanh tay liên hệ với em nhé. Rất cảm ơn quý anh chị bạn có thời gian đã theo dõi ủng hộ kênh của em. Mọi người hãy like subscribe kênh để nhận được các video về các mẫu xe mới được bên em cập nhật. Vâng, xin cảm ơn và chào mọi người.